Kính chào quý vị. Mời quý vị xem băng video trong chương trình tìm hiểu về trường trung học Fairvale High School. Băng video này nhằm mục đích giới thiệu với phụ huynh học sinh về học bạ Student Report của học sinh từ lớp 7 đến lớp 10. Qua một số hình ảnh slides, chúng tôi sẽ giải thích về học bạ của con em quý vị ở mỗi học kỳ nửa năm. Thưa quý vị, nơi trang đầu của học bạ Student Report, quý vị sẽ thấy năm học của con em mình và học kỳ nửa năm, semester của học bạ này. Ở hàng phía dưới, quý vị sẽ thấy con em mình vắng mặt tại trường bao nhiêu ngày, vắng mặt cả ngày hay nửa buổi. Nếu con em quý vị không vắng mặt ngày nào, quý vị sẽ thấy con số vắng mặt là zero. Bảng màu xanh và trắng cho biết chi tiết môn học của con em mình. Tên cô giáo hay thầy giáo dạy môn học này. Phía dưới bảng màu xanh và trắng, quý vị sẽ thấy tên của giáo viên cố vấn Student Year Advisor và tên của hiệu trưởng. Thưa quý vị, nơi trang kế tiếp của học bạ Student Report, quý vị sẽ thấy một bảng liệt kê tất cả những hoạt động Extracurriculum Activities mà con em quý vị có tham gia tại trường. Qua hình ảnh sắp tới, quý vị sẽ thấy một loạt kết quả mà con em quý vị đạt được của mỗi môn học. Bảng phía dưới những hoạt động Extracurriculum cho quý vị biết thứ hạng của con em mình, ví dụ hạng Outstanding hay hạng A hay U hạng được viết chữ O. Quý vị có thể đọc phần giải thích làm thế nào con em mình đạt được kết quả này, như là học sinh phải có kiến thức rộng lớn và hiểu nội dung của môn học và có thể áp dụng kiến thức này vào những việc khác, vân vân. Quý vị đang nhìn vào môn học về sức khỏe, phát triển cá nhân và giáo dục thể chất, Personal Development, Health and Physical Education. Học bạ của trường Fairvale High School chia làm 3 phần. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị từng phần. Phần đóng khung màu đỏ là phần đầu của học bạ. Quý vị thấy tên môn học, tên học sinh và số ký danh của học sinh in mực màu xanh. Ví dụ, học sinh học môn sức khỏe, phát triển cá nhân và giáo dục thể chất. Phía dưới, quý vị thấy một bảng cho biết thứ tự xếp hạng chung của học sinh từ hạng A đến hạng Y. Thứ hạng chung này tương tự như đã nói ở phần slide số 3. Trong ví dụ này, học sinh đạt được hạng B. Phía dưới bảng thứ hạng chung này, quý vị thấy có 5 phần. Đa số học sinh trong ví dụ đạt được hạng B. Phía dưới, quý vị có thể đọc được chi tiết của môn học và những gì học sinh học được trong học kỳ nửa năm vừa qua. Phần kế tiếp là phần rất quan trọng của học bạ. Phần này cho biết kết quả và thái độ học tập của học sinh. Trong phần mang tựa đề Areas of Learning, cô giáo hay thầy giáo cho biết thứ hạng đạt được của học sinh qua mỗi môn học trong học kỳ nửa năm semester này. Học sinh có thể đạt được xếp hạng tối ưu Outstanding, giỏi, High, khá, Sound, trung bình, basic, hay giới hạn, limited. Phần này
liên hệ trở lại trong phần trang 2 của học bạ như đã chiếu ở slide số 3. Bảng phía dưới tựa đề Areas of Learning, giáo viên chấm điểm bằng cách gạch dấu tích vào một trong bốn cột. Bốn cột này là C, có nghĩa là rất đều đặn, U là thường xuyên, S là đôi khi và R là rất ít khi. Ví dụ, một học sinh đôi khi tham gia vào thảo luận trong lớp học về vấn đề sức khỏe, do đó được gạch vào dấu tích vào cột S. Trong phần cuối cùng của học bạ, giáo viên viết lời phê về thành quả học tập của mỗi học sinh qua học kỳ nửa năm. Giáo viên cũng cho biết học sinh cần làm gì để đạt kết quả tốt hơn. Ví dụ, giáo viên cho biết 4 vấn đề học sinh cần quan tâm đến để đạt được kết quả tốt hơn trong học kỳ nửa năm tới. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc về học bạ Student Reports của con em mình, xin quý vị vui lòng hẹn gặp giáo viên của từng môn học trong buổi gặp gỡ Parent and Teacher Night, hay gọi điện thoại trường qua số 9664-3118 hẹn gặp giáo viên cố vấn của năm học Student Year Advisor. Cảm ơn quý vị đã xem video này trong chương trình Getting to Know Fairvale High School Series.